Gioan chương 14. Nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết cha thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. Thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì thì chính thầy sẽ làm điều đó. Sau khi ông Thomas hỏi thầy Giêsu về đường, thì ông Philippe lại xin thầy cho các môn đệ thấy Chúa Cha. Không rõ Philippe muốn thấy Thiên Chúa theo kiểu nào. Bởi lẽ, theo niềm tin chung của người Do Thái, không ai thấy Thiên Chúa chí thánh mà sau đó còn sống được. Dù sao, khát vọng được thấy Thiên Chúa là ước mơ chính đáng. Thiên Chúa đã thỏa mãn ước mơ mà Ngài đã đặt vào lòng con người, nơi Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể và là con Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa bằng mắt phàm. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, chúng ta chẳng những không phải chết nhưng được sống. Theo quan niệm của người Do Thái, sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình. Đức Giêsu đã là sứ giả cho Cha một cách tuyệt vời. Ngài là một với Thiên Chúa, đấng sai Ngài. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Các lời Ngài nói, Ngài không tự mình nói. Các việc Ngài làm, Ngài không tự mình làm. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Nhìn những việc Đức Giêsu làm, chúng ta nhận ra đó là việc của Cha. Cha làm việc của Cha qua con của mình là Đức Giêsu. Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng với Chúa Cha. Chúng ta vẫn ở trong mùa phục sinh, mùa của sự sống chiến thắng. Đức Giêsu đã về với Chúa Cha và được vào trong vinh quang. Khi tin vào Ngài, khi gắn bó với một đấng phục sinh quyền năng như thế, chúng ta có thể làm được những điều như Ngài đã làm,
trừ quỷ, chữa bệnh, hoàn sinh kẻ chết. Và như Đức Giêsu, điều vĩ đại mà chúng ta có thể làm cho thế giới hôm nay là yêu thương, yêu như Thầy đã yêu, yêu đến hiến mạng. Hãy mạnh dạn nhân danh Đức Giêsu mà xin, vì biết thế nào Ngài cũng làm cho người gắn bó với Ngài, tất cả để Cha được tôn vinh nơi Con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.